Oh. Đây đây đây. Alo alo alo, nghe không? Về mất chiếc phone đâu theo cậu? Tính đầu độc gì ổng à? Hả? Đầu độc gì? Kệ nó. Tôi chặn tiền cả tôi luôn, ghê đấy. Tính ra là chơi cái này à? Chắc không phân đồng. Mình mới chiều. Chắc là tối tối về cũng chơi mà quên mất ở tính ra chơi game này cả ngày. Gần cả ngày. Tối về tới tới với em hẹn tới chơi. Cái Quỳnh ba người follow. Ôi ôi. Cái Quỳnh nó nghiện rồi anh ơi. Hôm qua nó thức đến 12 giờ em ngủ rồi em vẫn chơi. Đông 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 đông. Tiếp nhiều người vào đây lắm luôn ý. Đông cực kỳ luôn. Anh mới đặt xuống thôi. Mình mới bảo cho Trần ca thôi, đỡ bị nghiệt ngập. Trời ơi, người yêu làm game lo gì? Không phải lo. Anh nhỉ, sau này cho Quỳnh nghiệt ngập, hai vợ chồng ngồi chỉ ăn xong chỉ ngồi đánh bắp thôi. Nghiệt ngập xong rồi thì em vẫn còn sẽ ngồi cá. Đến bỏ một game người tiền, ngủ nghiệt game. Mai, đúng rồi, vào đánh bắp nhé. Thanh chưa nhặt được gì hết. Số 4 nhặt hết rồi còn đâu nữa. Số 4 có vẻ chuyên nghiệp. Lần này có vẻ chuyên nghiệp nào. Lần này sao chuyên nghiệp rồi đây. Sao chuyên nghiệp rồi đây. Có 4 rồi. Có 4 rồi. Đúng rồi ạ. Từ từ Thanh phải quên mất Thanh chưa bật. Rồi. Nghiệp ạ. Thế rồi chưa ấn được, chưa nhặt được gì. Anh chưa chuyển nghiệp, đấy là ăn may thôi. Gì, có tiếng sư rồi. Có Thanh ở trong nhà đây. Ở trong nhà đi. Số 4 à, số 4 đi. Đi đi. Đã có tên xuống tiếp à? Vâng ạ. Như kiểu số, số 2 đang... Không phải số 2. Số 2 lại bắn chết à? Cô bắn chết à đây? Không, số 2 đang bán đâu. Chắc là gì nhầm tôi không phải đấy à. Ai bán đây? Ai bán đây? Không biết, không biết. Tôi bán. Cậu bán à? Chết chưa? Bạn bán được nói chưa? Bạn được nói Thanh nhỉ? Thanh xuống đi Thanh ơi. Thanh xuống đi Thanh ơi. Thanh xuống đi. Hả? Thanh xuống đi. Đấy, Thanh Thanh đang tìm đâu, nó ở đâu để Thanh nhặt đồ. Thấy Trang đang đứng không? Số 1 đâu? Đứng không? Số 1 đâu? Số 1. Lại số 1 đi. Ừ, xa vãi. Gần mà, chạy đi đang đứng đây gần cái hộp đồ này. Ok. Nó bán á? Nó có cả team đấy. Hả? Đừng có lại. Về cả team, nó có cả team, nó có cả team nhưng mà chắc lại rồi thôi, chết thì thôi vậy. Cứ lại đi, chạy đi mà. Đây, chết rồi. Chết rồi. Lại. Chết rồi. Chết rồi à? Ai nào có máu là cứu Thanh đi. Thanh chưa chết. Thanh đang ngủ cuối. Thanh đang ở dưới nước. Cách Trang 42 mét. Đang đi lại đây. Đây đúng rồi. Đâu? Đang ở đâu? Dưới nước. Dưới nước. Dưới nước. 25 mét. Thanh không nhổm dậy được. Bởi vì Thanh đang bị mất máu. Đang tìm đây. Cứ mò dưới nước ấy. Trang ơi, còn 19 viên nữa đi tiếp đi. Ở chỗ một cái nhà, cạnh cái nhà. Cái nhà có cửa cuốn ấy. Nhìn thấy nhà nào có cửa cuốn là Thanh đang ở đấy. Bà này chạy. Cẩn thận đằng sau, cẩn thận đằng sau, số 3 đằng sau. Đúng rồi. Thanh ơi, thấy Thanh rồi. Thanh ơi, thấy Thanh rồi. Đấy. Cứu đi.
Chỗ, có người đang vây quanh số 3, cẩn thận số 3. Lâu nhờ sự, cứ cổng lâu. Đây, đúng không? Đấy, Thanh Năng ở đấy, Thanh Năng ở đấy, đúng rồi. Xong rồi ra cứu số 3 đi, số 3 sắp chết rồi. Số 3 cứ tiếp à? Ừ. Số 3 chuẩn bị chết. Trời ơi, chạy làm sao kêu được. Hoàn ơi. Đấy. Hoàn ơi, cố chủ, cậu đâu rồi? Đây. Bị sao đấy?